297天. ngày hai trăm chín mươi vậy bọn mình đi đây sau này sẽ có cơ hội gặp lại hãy nghe và nhắc lại 那我们走了后会有期那我们走了我 khỏe hiểu chi nào già là không hiểu chi nào giàu là không hiểu chi bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung giao tiếp thông thường còn coi là được 日常交流还算可以。跳过顺着这条路，费瓦、辛苦、布料、安放开中国中国风的餐具。 Hơn nữa còn không chỉ một hai cái. Ở cửa. Không có chút ấn tượng nào cả, một chút ấn tượng cũng không có. Y điểm Rất ít chú ý đến, 很少注意到。笋伞、旗袍、俗乐、数量、煎熬奶。这件上衣，这件上衣。 phòng thử đồ, sử y chiên, màu đen, khơi sửa kiểu dáng khác, khác, đờ khoản sử, sai không thoải mái, khác, khác, phủ chất liệu vải rất mềm mại, mèo lèo khẩn rấu loạn đồ đẹp giá rẻ ủ mẩy trả liền hai triệu nguyên văn là hai trăm vạn hai trăm vạn đã học mấy năm tiếng Trung rồi 学了几年中文了，总公司给的，总公司派来的，以后会再有缘再见面，后会有期。